Alo, Hello alo. baby baby cho anh cái teddy baby. Em Đã gửi cho đã. anh rồi á. Mời à. Ngọc xinh Oh gái. baby. Mày phải đổi tên thành Linh đẹp trai nhỉ mà. Linh, Trần Thái Linh à? Ngọc 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 ngọc. Nghe kiểu cái cả lông ấy nhỉ. Ngọc 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 Ê! ngọc. Anh ấn nhầm hồi máu rồi. Đâu? Bắt hồi máu rồi á? Tiếng Ngọc run quá. Thoải mái lên. Cống máu con bò cho nó đừng làm tông lên. Đây mày. Em cống cho. Ui, dừng nó lên, dừng nó lên. Fuck. Ui, mày thế. Khó đấy nhở. Mệt mệt kìa. Anh ơi, chết Sai. em rồi. Sai mày. Thế giờ công nhận sự hy sinh của em. Sai em ơi. Bốn thằng em ơi. Sao cuộc nó sống chết em thì nữa, anh bắt nó phải xà mẹ cũng gấp 10 lần. Đợi anh tí. Ok. Má thằng chó Nico này. Mày nó kẹt của tôi bạn ơi, bạn vì ui, nó lại xuống kìa em ơi. Xong rồi, ui rồi. Đây anh chạy được, anh chạy được. Anh né né. Xong rồi, anh phải về luôn đây. Con này. Về đây có dỗ à, sao mày xuống ăn nhiều hả? Mày về Hà Nội. Em vừa đi ra thành đúng không? Không. Chơi điên đấy. Ui, chơi. Ôi, em. Xong em ơi. Bye bye. Anh ạ, à, em không chạy được. Ôi. Tạm biết em ạ. Ô, đi ba nó bắt lại rồi. Sao tại tao? Sao không báo là nó xuống? Hay là nó vào bụi nó xuống? Nó tại lên. Thế là tại anh đấy. Nó dùng ulti mà. À, dùng ulti à? Ừ. Nó không ti anh. Thế là vẫn tại anh. Ôi kìa, thằng này điên à. Ê, dần trên tao này. Ui, thằng này điên đấy. Từng mình chưa thấy anh. Ui, ôi anh ơi. Má anh. Ui anh dồi. Làm đủ ạ. Thề. Ẩu thế nhờ. Mẹ dừng nâng cao mình này. Ẩu quá, ẩu quá. Mít mít. Mít mít. Mít mít. Đâu biết quay lại. Xong. Xong đi xin rồi. Ui. Tài ơi, bạn đến cứu đây. Cứu tôi bạn ơi. Đi cứu ơi, tôi đi cứu đây. Thế được nó vào đây. Địt mày là chú đấy luôn đây. Đánh nó, đánh nó, đánh nó. Có ulti chưa? Anh có ulti chưa? Ulti có AD kìa. Đánh nó, mọi người ơi. Ơ, tay em sao kìa. Đánh được, đánh được, không phải sợ. Bú giái rồi. Ui. Flash lên địt luôn à. Không sao, không sao, hay rồi. Ui, địt vãi lồn hay đấy. Đéo có giày, hay quá. Hay quá bạn ơi. Đéo có acid luôn ạ. Hay rồi, hay rồi. Thì mà tôi làm hết cho bạn xem này. Tôi đây. Tôi làm hết rồi. Ẩu quá, ẩu quá. Mẹ tay le sao? Không. Tại vì lỗi tôi bạn ơi, lỗi tôi, lỗi tôi. Không. À, lỗi mày mà. Đéo đây đi cùng. Mọi người ơi, chúng ta cùng xuống ăn rồng thôi.
Mẹ, hello? Tóc xanh nè. AD nó là sao? AD nó xanh kìa. AD nhiều quái vật kìa. Ai à? Má, bắn nó đi anh. Mày bắn ai con chó? Con chó. AD, AD anh ơi, lui, lui, lui. Đây tốc của mạng này bạn ơi. Chết cả mẹ rồi. Ez bây giờ lên đồ gì em ơi? Anh 10 năm chưa làm, chưa bắn như gì. Anh với Ez anh lên đồ của nó ấy. Của nó. À, anh ơi con bò trong này. Nó về rồi, nó về rồi, nó về rồi. Được băng trụ chứ mày, khỏe lắm. Tao có băng đâu, mày đi nào. Vào đây, vào trụ đây. Đấy được tay. Đây, ta đến đây. Ôi vãi lồn, thôi xong tao rồi. Tép có ulti xuống đây. Không, ulti nó dùng rồi mày. Nó dùng một mặt anh rồi. Ôi dạ. Hay. Nó bị sát tao, nó mất trinh rồi. Sao sao, như nào, như nào, như nào. 5-1. Điết pep mày. Để tao farm luôn mày. Đẩy luôn, đẩy tiếp như mày. Không có Baron này. Baron. Baron kéo đấy. Để tao về nhà coi. Baron con. Anh ơi. Uầy, mẹ Lee Sin tin mình hay đấy nhở. Ô kìa, em ơi. Xuống này. Ôi giời, Lee Sin cứu tao, Lee Sin. Cứu. Bởi em biết thôi, cách gì. Thôi, về đi anh. Bởi em biết cách gì để em không bị chết nữa đâu. Kiểu an toàn ra đây. Cứu. Lại em phải đi theo anh khỏe rồi. Anh là ai? Anh chưa có đừng gì đi đây. Theo, đừng đi kêu thằng yêu xin lý kia nữa, đi theo anh này. Yêu cái vùi. Mẹ thề đã được chơi game ấy. Cái vãi cả biểu. Mẹ 1-3. Thì mẹ thêm bảo vệ bạn nữ. Vậy rồi. Thì chơi đến giờ thôi. 1-3 bảo vệ mà. Mỗi người là xuất phát điểm khác nhau mà, hiểu không? Anh là bảo vệ mà. Không đi thì mẹ anh em xuất phát nhau mà. Vậy rồi. Không, xuất điểm khác nhau, hiểu không? Bố mày bị cam này, bố mày khóc vãi lồn đấy, còn không ai ganh đây này. Buồn quá biểu. Tao bị cam nên giết cả hai ấy. Ừ, tao không thấy mày đấy, tao hái mạng không? Thì mạng này ganh tao làm hai đấy. Đánh này trước, đừng lên cái xấu nữa. Đừng lên cái xấu nữa. Té anh ơi. Đừng có đánh cá xấu. Tao đến đi em ạ. Đau. Ôi fuck. Oh fuck. Ui địt mẹ mày xong rồi, hai con này nó dí tao rồi. Ui mẹ. Wow. Hay em ơi, trong nó. Cố lên. Má mẹ sao con đéo chạy với đồng đội nhỉ? Đi lại, đi lại, đi lại, đi lại. Chó mẹ mày. Con này. Ui, vãi lồn mà. Một đường địt mẹ. Ui, đi mẹ vãi lồn mà hay đấy. Đi con mẹ. Không, cái gì nhỉ? Không mẹ vãi ở lồn đúng. Thì anh em ạ, bây đừng giờ đừng quên một số 3 địt mẹ. Quan trọng là mình đừng gió ngại thế nhở. Mình tự cảm nhận thôi các bạn ạ. Không thấy không là... còn cái việc đừng gió đi vậy, đừng gió né choáng cả xấu vậy vậy biểu mình ấy. Địt mẹ căn chuẩn rồi. Địt mẹ con chó này cắn ai? Mày đánh mạng tao đúng không? Mẹ lừa. Mày đánh cái đi mệt quá. Để tao trả thù. Mẹ ơi. Ê. Mày quá. Đây rồi, đúng rồi, đánh đi, đúng rồi. Ôi, có tele bạn ơi. Tai, đúng rồi. Ôi, vãi lộn, tao mới dập. Anh chơi chết con bò kia khỏe với Bill cơ, nhưng anh vẫn chơi được này. Ok, anh khỏe ăn bò, ok. Phải như này này. Anh khỏe như bò. Không, anh bảo anh khỏe như ngựa ấy, thì đúng hơn. À thế à? Khỏe như ngựa hả? Ờ, con ngựa phải. Cứu bạn Tài, cứu bạn Tài. Ê!
E đi, E lên, chơi đó. E rồi. E đi. E rồi. Cứ để bot đi, để bot đi nhá. Tôi để top này. À, nó không bị lốc lên cả. Về bạn ơi. Về mid này. Top nó đâu ấy nhỉ? top nó vừa chết em ơi. Đâu? Chết rồi. Đâu, nó anh ờ thì ý là anh vừa đánh nó chết đấy. Ôi, cái đéo ở đây. Sếp. À top nó này, top nó dưới đây này. Ôi đi. Ôi AD nó đây. Chó này nhá. Ôi vãi lồn tun mẹ nhiều thế nhỉ? Đâu rồi? Đuổi nó. Mẹ à nó. Thôi bây giờ đéo E lên nữa đâu, E lên toàn chết ngu à. Ôi chết để... em rồi. Đâu? Em đâu? Đâu em đâu? Em đâu rồi? Ôi nó à? Không bay lên, nó không bay lên. Ok. Nó nhìn thấy anh là nó sợ ngay. Ôi bốn rồng luôn ạ. Có tele bạn nhá, cứ đánh đi không phải sợ. Bò ra kìa. Bò rồng chứ đi, ưu tiên rồng đi. Ăn rồng nhanh đi, ăn rồng nhanh đi. Kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra. Kéo ra anh ơi. Tele kìa. Cố lên, nhanh lên. Tele ta, thằng kia đâu? Thằng kia đâu? Đây đây chết. Đây. Có tele, mất. Uầy, vãi bìu. Tôi cứu bạn đây. Trời ơi, ăn hết này. Ui, vẫn chết kìa. Ăn hết này. Chó bắn nhanh thế. Rồi, lại đằng sau đi. Bạn ăn được rồng đúng không? Ui, mất rồng à? Không sao. Ừ. Địt mà đổi lại là mình được cái clear mà. Mình clear mình cũng heo mẹ ba thằng rồi. Non. Địt mà nhanh quá, không kịp tele, không kịp hồi sinh tele. Tele từ đầu mẹ mày đi. Mày điên à? Ta chưa hồi sinh. Vãi lồn. Thế à? Ừ. Thế mà còn 3 giây mới hồi sinh mẹ tele, mẹ vãi lồn. Sao anh tạ thế á? Anh Thôi hay rồi, hay rồi. Tele khăn giải thật là xong rồi này. Anh có tạ đâu, chẳng qua là anh kiểu tìm có cố gắng rồi. Không đánh quen AD thôi em. Miễn là bạn nước còn sống là được mà, mục đích anh của em, anh em mình là thế, anh có phải rồng đâu. Đánh giải ấy, tôi có bao giờ đánh AD không? Không bao giờ, tôi chỉ đánh top thôi, tôi chỉ đi một mình hiểu không? Tôi quen sự cô độc rồi, sói cô độc. Ôi mà sói cô độc tìm gơn đại lại. Nhưng mà sói cô đơn tìm gơn cũng thế. À. Ôi thôi, em xin lỗi nha. Anh đi con mẹ. Đúng rồi, người sinh em xứng đáng có 3 người yêu. 3 rồi á? Em không thích 3, em thích 10 cơ. Ui. Xem sao làm đi. Anh kêu thế thêm anh em, anh đến nhá. Kêu cả họ An nữa. Phải rồi. Ui. Kêu. Điệp bạc bố đây. Hơi bị hát cò đấy. Uti đâu thằng kia? Điệp bạc bị tôn. Ôi lồn. Đấy rồi, đây này. Ôi. Bạn AD trước ấy, bạn AD trước, đúng rồi tay. Tay, rồi. Hay, ta bị tôn, nếu ulti được. Ăn nó tay, đúng rồi, chói nó ngay, bắn. Mày biết hả? Đấy, cho em đấy, thấy chưa? Anh tính cả rồi. Cho em, không qua được thì nó qua được nhá. Anh nhường em mà, anh thấy em ulti. Thế cho em cái bùa xanh nè, cho em cái bùa xanh đi cho nè. Thế em chiếm lấy thân thể anh ấy. Ăn được bao giờ nữa? Thôi nhưng mà tí nữa nếu mà thắng thì phần thưởng tôi là gì đấy? Là đéo có. Bạn cút mẹ đi. Sao đi nó bảo là mỗi người đều có phần thưởng mà. Phần thưởng của bạn là cái đầu biểu. Đầu biểu đâu đây? Em hết máu rồi. AD có hồi máu không? Anh có em ơi, lại đây anh cho em. Bà chú ơi, cho thay cái sân bay đi. Đây đây bạn ơi. Về đây, chú bắn kìa. Đây hồi máu này, lên đi. Hay thế nhở. Thôi thôi, về. Ôi sợ về được, không kịp đấy. Về đi. Ui, tao bắn quy như tôi đi nào. Không phải về, xử đi. Đánh nhau luôn mà tao khỏe. Hết skill mẹ rồi ấy chứ. Tao né skill. Rồng nhá, giữ rồng đi. Không phải về. À rồng ơi, rồng ơi. Ê, hãy núp mẹ đây đánh nhau nhỉ. Được. Ôi, trời, nó đéo biết. Nó đéo biết, nhưng nó check được. Biết mẹ rồi. Chúng ta không nên mất thời gian đấy. Ăn rồng đi, ok. Rồng đi. Nó cũng ra đây.
E từ đời tao đánh luôn tao em hiểu không? Không sợ em ạ. Không hiểu. ATS nè. Ừ, bị phạt đấy nhá. Ơ? Ấy được không đồ cát ở nhà đồ mé. Ui, tao bắn ulti chuẩn vậy đấy, Bill. Cứu tao! À, nó còn địt thằng AD ra nữa. Ai, anh sau là sau là sau. Đánh AD, đánh con boss bùi à. Chạy đi đâu? Địt ui, mẹ. Ui, tao bắn quả ulti không cần nhìn con TF ở đâu quá đâu. Tao bắn vào mặt nó luôn kìa. Thật là đỉnh ôi, cao của rồi. Thế giới nhân loại. Ồ, vai biểu. Lên đồ cái đây. Ôi, nó điều hàng rồi. Ok. Ôi, mẹ tưởng như nào. Tưởng như nào. Thế lại quán thưởng à? Ôi, quán thưởng em là ba. Thôi thì... em lấy anh đi. Chấp nhận thôi, giờ 6k. Chấp nhận thôi, một cố tình thua không được chứ. À, nãy giờ để sai bảng em ạ. Đây trận này anh sẽ... Lucian chinh phục. Bảo sao yếu thế. Bro. Em bảo sai bảng mà. Cái blitz cái blitz đéo chạy. Fuck à. Anh cũng dùng blitz. Ờ blitz hôm nay nó bị sao em? Ừ vào thế. Tao cứ bị slow. Mày cũng dám chú à? Vãi lồn. Sao phải dùng blitz à? Không qua thì kiểu mấy nó tự mấy động chỉnh bảng cho mình ấy. Mình đỡ phải chỉnh ấy. Đỡ phải chỉnh. Nhất là kiểu trong Terra mình gần cuối hết thời gian mình đổi được tướng ấy. Nhưng mà Ngọc ơi. Dạ. Em hát hay lắm à? Em hát bình thường thôi, bình thường hát vui vui thôi mà. Dạ, thế em thử hát một bài. Em mới nghĩ là em không hát được đâu. Nó phải vậy. Ờ. Mồm sao chứ? Chỉ là em không muốn hát thôi. Rồi, không phải. Đúng rồi. Nếu mà bây giờ tìm lý do hiểu không? Không bao giờ anh hát chục bài đấy được luôn. Hát đi. Có ai đánh giá bài hát không của em đâu. Không ai nói thế thôi, nhưng mà em phải hát trước. Đúng rồi, em chỉ cần hát thôi mà, cần phải hay thôi. Chỉ cần em hát là anh thấy hay rồi. Thôi, mới ngủ dậy em không thể tự tin hát được. Tại vì khẩu hình miệng nó chưa mở, em phải tập cho nó mở ra đã. Nhưng mà có mỗi bốn chúng mình biết thôi mà. Thì em có cần ai biết nó đâu mà ngại. Ừ, thì em có cần tác động từ bên ngoài vào không? Mà cho khẩu hình miệng nó mở ra. Không anh, thôi em tự tập được. Được rồi. Ôi, em đâu, em tập anh thử xem với. Em đọc chậm với anh không nghe rõ. Em đọc từ từ được không? Không. Mít, ai đem cứu. À giúp. Rồi ăn mất. Đầu rùi là cái gì? Đầu rùi là thì đọc lịch sử thế. Thì bạn chẳng lẽ giờ nó toạc ra. Con mẹ nó thề. Con này khó chịu đấy nhở. Nhìn con cá chê kia ngon nhở. Nếu sao nút ăn nó là nút Windows thì bẹ ngang nam dừa này. Đi mày như lồn. Mày đổi qua... Ai ui. Đổi cặp. Mày xem có nhầm chế độ của MacBook không nhá. Ê, anh khi... để đúng bảng là giờ nó chết rồi đấy. Thế cơ à? Mày khó chịu thế nhở. Ôi. Thì bạn... giống như kiểu tôi quá rồi đấy. Phí thế nhỏ. Anh ơi cẩn thận kìa. Rồng kia cả nhà ơi, cả lò ơi. Ăn đi anh. À, đuôi xong rồi anh rồi. Thôi em về đi, anh đứng đây cho. Không được, anh... mua nhiều kìa. Chạy đi, anh chạy được mà. Anh dụ cho nó, em về phụ. Ui, không sao em ơi. Chạy thẳng đi, đừng. Chạy thẳng đi, nó hết chiêu rồi, chạy thẳng đi. Hay rồi. Đau thế nhỉ. Sao biết con tempo anh, mẹ em phải biết nó biết không? Pha đấy anh không thấy gì nhá, anh đang tắt màn hình. Ôi à, đau thế nhở? À, đau thế nhở? Ôi à, đau thế? Thì mà bạn làm gì xin TikTok à? 1 cân 2 à? 2 ăn ơi. Hay không? Này, anh đánh tướng tủ ha. Em hay, em ăn mà. Em két của anh. Ai bảo, tại anh không ăn được nhá. À anh nhường cho em đúng không? Cảm ơn anh nhá. Tốt thế nhở. Đâu ra một chàng trai mà đánh hay với tốt bụng này. Đúng rồi, limited em ấy. Em nên sở hữu một ngày. Cái gì khuyết tật? Cái gì cơ?
Anh bảo khuyết tật cái gì á? Anh bảo limit tật. À. Đâu rồi. Khuyết tật thì đi. Em thông cảm nha. Khuyết tật có thằng tốt thôi em ơi. Anh ở mố Nghệ Án ấy. Em Nghệ Án ấy. Nghệ Án à? Đấy, thế thì mình kết bạn là kiểu không phải có duyên rồi, em anh hiểu không? Đúng rồi đấy. Được, đó là cái gì? Án ở mố Nghệ Án. Án ở Vĩnh. Ở Vĩnh. Ở Vĩnh là cái chỗ em tầm khoảng 4 tiếng hay sẽ đi đến nơi. Rửa nưng. Rửa. Rửa hi. Rửa hi. Cái đi. Rửa hi. Mình nói chi rồi mấy. Mình nói chi rồi mấy. Nói chi chẳng gì. Tại đây, bàn tay cho tao. Em ở Diền Châu à? Hai bạn ơi. Em ở đâu sống, án cuối sống. Uống chúng dòng nước vàm cỏ đâu. Em chọc lão mố. Trời ơi. Trời ơi, cái quân què què gì vậy? Trời. Tôi mệt quá. Thằng này chơi anh luôn này. Chơi luôn anh sợ nó đi. Nó chơi hai thằng anh ơi. Nó nuốt anh ơi. Ê, bắn lên. Nó nuốt anh rồi. Ăn dư giả thăm để top nhá nhím nhá. Trời ơi, cái quân què nhí dây. Xong em rồi. Chạy đi em ơi. May cái thằng ông kia lưỡi ngắn. Ông là không lào. Tuổi vì liếm em. Ui. À, bot luôn ai. Bot à. Ở đây. Sợ gì? Sợ gì? Ai à, nó liếm em nữa. Địp mà thằng nào đây anh cắt lưa đâu nhá. Còn tầm kèm. Ui. Ui, cái đéo ở đây, highlight à. Highlight. Nó xuống TikTok à, vãi hả luôn. Idol TikTok làm nhõng nhẽo ấy á. Đâu, thằng bạn anh ấy, thằng bạn anh hay mà. Trần Thái Linh, hiểu không? Em lên ui. TikTok tìm Trần Thái Linh, bạn phải chuyên gia TikToker. Ừ, cắt giải mã. Cắt mà, bình thường. Cả em còn tóc nhá. Thôi anh ăn đi. Anh ăn đi. Ê, Z, cứu. Ở đây, ra đây ớt nhá. Mẹ cứ cho vào đi. Z mạnh không? Không. Ê, bắt thằng ỉa cứt này em. Ỉa đùn cho mày phải trả giá. Mày ỉa đùn đúng không? Mày ỉa đùn đúng không con chó này? Đấy, mấy thằng ỉa bậy như này là phải bắt em ạ. Thối nhỉ? Lên gì rồi nhỉ? Đi ngang con đấy thối sẵn. Nhưng mà như thế thì khác gì mình là thằng dọn cứt đâu em. Anh ấy, em dọn đâu? Em chỉ biết nó thôi. Em quét cho anh dọn mà. Là em nghiệp anh mà. Ờ, thằng đã anh chưa dọn cứt mà. Khi em đi vệ sinh em bảo quà dọn đi. Đồ điên thế. Anh nói thế em muốn. Anh nói thế là em vui đâu. Chị đang đứng cầu làm gì. Em đúng rồi. Em có ý thức mà. Kinh thế. Địt mãi đéo tới á. Ôi hay quá. Đây luôn, đánh, hai, đánh luôn. Ui, đéo được, địt mẹ đáng lẽ mình phải lướt ra chứ nhở. Hay quá. Xong em luôn rồi. Chúng ta chết cùng nhau rồi. Về đây bạn ơi. Về đây nào. Mẹ đây, Linh ơi. Cái đéo ở đây. Đây, tôi đu lên. Để mà hồi đầu nó chạy con mẹ mày à. Hay. Chạy cái bím. Mẹ lại tao. Chứ chả lại tao. Địt mẹ tao là thằng ăn nhiều nhất team đấy. Đang carry chính đấy. Yếu rồi mới phải ăn nhiều. Đúng rồi. Yếu ăn nhiều cho nhanh lớn. Chứ ăn nhiều rồi chạy đầu hàng. Đi. Ôi giời. Thế nhở. Chơi game toàn đầu hàng. Đang sạch. Cần một đối thủ mạnh hơn.